Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn làm món cá viên chiên chiên nước mắm. Ở đây thì mình sẽ có là cá viên nè, rồi xúc xích. Đây là cá sợi các bạn, chả cá sợi. Các bạn thích bò viên hoặc là nhiều thứ khác thì mình có thể dùng thêm. Phải nói là những cái đồ ăn vặt này rất là đa dạng luôn, là hơn mười mấy loại rồi. Hôm nay mình dùng khoảng 3-4 loại thôi. Các bạn có thể là tìm mua Bách Hóa Xanh nha, bán rất là nhiều. Mình thích cái nào nhiều mình dùng cái đó nhiều, thì tổng cộng mình dùng khoảng là 800g á. Các bạn lưu ý xúc xích thì sẽ có hai loại là xúc xích ăn liền, tức là mình ăn trực tiếp, và xúc xích là mình phải chế biến thì mình mới dùng được. Thì đây là loại xúc xích mà mình phải chế biến thì mình chiên hoặc là mình nướng này kia thì mình ăn nó mới ngon. Còn mình dùng cái loại xúc xích mà ăn trực tiếp á, mình đi chiên thì ăn nó không có ngon. Ngoài ra thì mình sẽ có thêm là rau muống nè, rồi đậu bắp. Cái này dùng nhiều ít là tùy thôi các bạn. Cá viên chiên chiên nước mắm mình có thêm cái này thì mình ăn nó sẽ đỡ ngán hơn, nó ngon hơn. Khoảng 50g hành tây thì mình sẽ sắc thành muối cao. 2 muỗng canh tỏi vung. Về nguyên liệu chính của mình sẽ như thế này. Bây giờ mình sẽ cùng nhau bắt tay vào làm. Cá sợi này nó hơi dài nên mình sẽ cắt làm đôi nha. Cá viên này các bạn có thể cắt làm đôi hoặc để nguyên, mình sẽ để nguyên nha. Xúc xích thì mình sẽ cắt xéo nó dày dày chút xíu. Rau muống thì mình sẽ trần sơ qua nước sôi nha các bạn. Mình không cần phải luộc cho nó chín, trần sơ qua nước sôi là được. Với lại rau muống hôm nay của mình nó non á, nên nó cũng nhanh chín lắm. Mình cho vào mình thấy mình tắt bếp luôn cũng được đó các bạn. Trần sơ vậy hồi mình xót nước mắm nó nhanh chín hơn. Mình trộn trộn nó như thế này nè, rồi hồi mình vớt nó ra là được. Nó vừa héo lại là được nha các bạn. Đừng để lâu quá nó rụt nó hết cái độ giòn á. Đó, nó vừa như thế này nè. Mình vớt ra liền. Tiếp theo mình sẽ đi nấu sốt nước mắm nha. Mình cho một ít dầu ăn vào nồi nè. Mình sẽ cho tỏi vào mình phi cho nó thơm lên. Cái phần đậu bắp á, thì mình thấy là đậu bắp chiên á, nó mới thơm, nó mới ngon hơn là mình luộc nha. Do đó là mình chỉ luộc cái rau muống thôi. Đậu bắp thì hồi mình sẽ chiên chung với cá viên chiên này kia rồi đó. Tỏi bắt đầu vàng rồi mình sẽ tắt bếp. Mình cho vào đây 100ml nước lọc. Mình sẽ để lửa trở lại, mình cho vào đây là 2 muỗng canh đường. Mình dùng đường vàng cho nó lên màu đẹp. Nửa muỗng cà phê tiêu. Nửa muỗng cà phê bột ngọt. 1 muỗng canh tương ớt. Một muỗng canh nước mắm. Để giúp cho cái sốt nó sánh hơn thì mình sẽ dùng thêm mạch nha nha các bạn. Có thì các bạn cho vô, không có mình có thể bỏ qua. Nó sẽ giúp cái sốt nước mắm của mình nó sánh kẹo ngon hơn á. Các bạn lưu ý cái sốt nước mắm này thì mình sẽ làm nó hơi ngọt chút xíu để trừ hao nha. Tại vì mấy cái cá viên chiên này kia đó thì nó là nó chỉ vừa ăn hoặc là nó đậm đà, kiểu như nó hơi mặn chút xíu. Do đó sốt nước mắm thì mình phải làm hơi ngọt. Chứ mình làm sốt nước mắm này nó mặn, mình cho vô chung với cá viên chiên thì đôi khi hồi nó bị mặn. Mình nấu cho nó sôi lên nó tan đường là được. Rồi mình tắt bếp nha. Trước khi tắt bếp này thì mình sẽ cho vào đây một miếng bơ. Bơ mình dùng là bơ Tường An. Và các bạn dùng bơ lạc cũng được. Nhưng mà mình thấy cái món này dùng bơ Tường An nó thơm hơn. Bơ mình cho sau cùng để giữ nguyên cái độ thơm của nó. Và mình để đi hồi bơ nó tự nó tan hết rồi các bạn. Dầu nóng là mình sẽ cho vào chiên nha. Các bạn thả từ từ nha để nó dăng dầu phỏng. Khi mình cho vô nhiệt độ dầu nó đã giảm, mình có thể để lớn hơn lửa vừa một chút để cho dầu nó nhanh sôi. Mình chiên cho nó vàng rồi mình vớt ra. Cái nào vàng trước thì mình sẽ gấp ra nha, cái xúc xích nó nhanh chín hơn. Xúc xích nó vừa vàng tới mình gấp ra. Các bạn để chiên lâu quá xúc xích hồi nó bị khô, ăn không ngon.
có mấy có cá viên mình nó được rồi nè, mình gấp ra luôn. Tiếp theo mình sẽ chiên đậu bắp. Đậu bắp đó các bạn đừng có chiên kỹ quá, nó vừa chín tới là được, để nó vẫn còn giữ được cái độ giòn. Mình chiên thì nó cũng nhanh chín. Mình sẽ dùng lại cái chảo chiên nha các bạn. Cái phần sốt nước mắm thì mình sẽ múc tùy theo cái ý của mình. Mình làm phân nửa nên mình sẽ múc cái sốt tầm khoảng 1/3 thôi. Tại cái sốt hôm nay mình làm cũng hơi nhiều quá. Mình thích nhiều mình có thể dùng nhiều, tại cái sốt này mình làm nó không có mặn. Có thể mình dùng phân nửa luôn cũng được. Rồi sau đó mình sẽ cho cá viên này kia vô. Mình để cho nó ngấm tầm khoảng 30 giây đến 1 phút. Rồi sau đó mình sẽ cho đậu bắp vô. Cho đậu bắp với rau muống vô. Cái này mình thích nhiều thì mình dùng nhiều. Mình để lớn hơn lửa vượng chút nha các bạn. Đó, sốt bắt đầu nó cạn cạn rồi nè. Cho hành tây vô. Hành tây thì mình sẽ cho sau cùng. Cái này mình đảo đều khoảng vài phút là được rồi. Đây nó ráo rồi nè các bạn, mình thấy được rồi nè. Mình sẽ tắt bếp nha. Đó, rất là ngon, hấp dẫn đấy. Hôm nay ấy, mình làm nó vừa ăn. Khi chấm thì có thể là thích thì mình chấm thêm tương ớt, hoặc là mình chấm với tương ớt xí mùi cũng được. Còn không thì mình khỏi chấm. Món cá viên chiên chiên nước mắm của mình như vậy đã xong rồi đó các bạn. Rất là nhanh gọn lẹ luôn á. Mình có thể tự tay nhà mình làm. Nếu như các bạn thích tỏi phi, mình có thể rắc lên đây bớt tỏi phi cho nó hấp dẫn. Bây giờ mình sẽ ăn thử nha. Màu sắc rất là hấp dẫn luôn các bạn. Lên màu rất là đẹp. Sốt nước mắm rất là ngon các bạn. Mặn ngọt vừa đủ, không bị quá mặn. Mình ăn kèm chung với đậu bắp nè, rất là ngon. Nó đỡ ngán nữa. Ngoài ra thì mình thấy người ta bán, người ta còn ăn thêm với đồ chua. Này đa dạng lắm, ở nhà thì mình sẽ làm đơn giản như thế này thôi. Với món ăn vặt này thì mình xin chúc các bạn sẽ làm thành công nha. Nếu thích video các bạn nhớ like, chia sẻ, nhấn nút đăng ký ủng hộ kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc các bạn thành công.